Ăn à, ở trên kia có mấy quả sắp chín nữa kìa. Này là ngày mai ngày kia là bớt được rồi em. Này, này cho em Thơm được quá, dạ em xin. Thơm nha. Và mưa to quá, nó gãy nguyên một cành này luôn này anh. Hôm nay đi chợ mua được nhiều đồ nhỉ? Dạ, sáng đi chợ. Thế giờ bác hỏi thật Hồng nhá. Được, bác ạ. Trước đây con cũng có quen một hai người á. Chắc cũng phải có phước mới được như vậy á. Thẳng đấy. Con đi chồng ơi. Thế thôi để con đi phụ em. Ừ, thì bù một cái là mới học được mẹo mới. Hãy mình thấy mình để làm chuồng rồi mình mua mẹ ơi. Hồi hôm á thôi anh qua chơi thế thôi mê phụ em rồi. Ơi anh ơi mua hộ anh. Cảm ơn nhá. Ông đợi, đợi, ông 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 cho lên trên tí nữa đẹp. Hồng ơi, dạ? Mấy có bẻ hồng nhiều hồng chín đấy. Vâng. Nhìn giải lao hồng con. Ông ăn trước đi. Ông thưởng thức trước quả nhá. Vâng. Con làm cái đầm này để đầm cái nền tuyệt vời đấy ông ạ. Con màu đẹp hết đấy nhỉ. Hồng ơi, dạ, hồng mình ngon rồi đấy. Vâng, ngọt lắm con ạ. Vâng. Con nghỉ tay ăn quả lá. Vâng, tí nữa con ăn xong. Theo cây khác đứt luôn cho mà đứt luôn. Nghĩ gì vậy? Trông về nhà đẹp quá luôn xa. Đi về đây. Đi rồi. Về đi ơi. Nặng.
Ra đi. Đi ư. Ông có lấy treo này là? Vâng. Ông có nặng thế. Xả quá ông ạ. Hồng nó bình thật đấy ông ạ. Ừ thì chuyện con trai thôi mà. Đùa đi. Cái này đơn giản nó. Ôi, cuốn cháu cô nó có giỏi lắm. Ờ giờ thanh niên gọi nó giỏi lắm. Chứ nó không như người ta ngày xưa đâu. Ông toàn khen con trai ông. Cháu mình giống cháu giờ nhắc đến bao giờ. Chán ông thật. Làm cái can trắng này làm. Ông đang thử không? Ông có đồ không? Ông tự chế. Cao mà. Cao đều chứ. Cái này là chân sáu cột đúng không nhỉ? Xa lá đúng không? Kích lên là chân mà. Lửa mới đá, đâu đưa hoàn đây. Cứ từ từ lên hết. Ủa anh Hồng, anh đi đâu đấy? Anh đi có công việc một tí, em đi đâu về à? Dạ, em mới đi chợ về. Ui, mua ít đồ cho bếp. Nhiều đồ bếp. Ngon thế. Dạ, bếp nhà em hơi trống. Dạ, dạ đó để. Ui, nặng không đưa anh bê cho. Dạ, thế anh bê giùm em. Nhiều đồ ngon quá thế. Dạ, trưa nay em nấu cơm mời anh với các bác cùng ăn nhé. Ông nữa. Và mưa to quá nó gãy nguyên một cành này luôn này anh. Ôi đây có quả chín này em. Mất luôn mà. Ừ, ngon chưa? Anh đã làm nhà xong chưa? Ừ, nhà anh chưa em ạ. Khi nào mà chết đất á thì em lên phụ nhá. Chết đất này. Em có kinh nghiệm chết đất mà. Đằng kia có một quả hình như chín rồi anh. Để em qua xem. Ôi chín thật rồi này. Nhanh. Ồ, đằng kia nữa, nhưng mà quả này chín hơn. Nghe mùi rồi nhé. Nhìn ngon quá em dạ. Nha. Mình bớt ăn luôn nha. Ok anh. Dứt. Cho em một nửa nha. Dạ, em xin. Này, cho em thơm nửa. Thơm á, dạ em xin. Thơm nha. Nhìn là có vẻ ngọt lắm rồi đấy. Sao anh? Anh ơi, trên kia có mấy quả sắp chín nữa kìa. Cái này là ngày mai, ngày kia là bớt được rồi em. Nhưng mà nắng là nó ngọt lắm anh không? Ngọt ra anh không? Chín cây luôn á, không cần phải. Công việc có bận lắm không? Vô nhà em uống nước một xíu rồi đi. Không bận lắm. Thế đi. Bận em vô nhà em uống nước rồi.
được nhiều rau ngon nữa. Hôm nay em định làm trứng chiên với canh bắp cải cuộn. Ừ. Ngon quá, nghe thôi đã thấy muốn ăn rồi. Muốn thèm món đúng không? Nó bị toái xuống bóng rồi, tại vì hôm qua mưa to quá. Nào có một cuộn làm bê tông xong mình lát sỏi lên. Dạ. Để mà đẹp chắc rồi. Cũng phải mua sỏi. Ăn để dò đầu. Con về rồi à? Chơi để em đi lấy nước mời ăn. Thế hôm nay đi chợ cùng à? Hay đi thu hoạch? Con vừa đi công việc thì gặp em Như. À thế à? Dạ, sáng đi chợ xong rồi thấy rau ngon có cho em mua nhiều. Với lại ở bếp cũng hết đồ ăn rồi anh. Anh đi đâu đây? Anh đang tính lấy rơm và trộn với đất để làm cái vách á. Dạ đúng rồi, hồi lúc nhà em em cũng trộn với rơm với vách á. Thế em làm có kinh nghiệm hôm nào lên phụ anh nhỉ? Dạ được. Trời ơi. Thôi bây giờ hai nhà như một rồi. Thì là có công việc thì cứ bảo nhau để cùng nhau mà hợp tác mà làm cho nó nhanh gọn thế thôi. Dạ vâng. Còn Như thì nó ngoan, nó hiền lành. Nhưng mà cái làm nào làm để bảo nhau không được cãi mẹ thế là được. Cho em về đây á. Thì trong một mình mỏng manh thì có bác Tam nên bây giờ nhận hai mẹ con rồi, anh yên tâm rồi. Nhưng mà nó có gì khó khăn hay cần giúp đỡ thì cứ bảo anh nhé. Dạ. Thế giờ bác hỏi thật Hồng nhá, thế cháu nó có bạn gái chưa? Để bác còn về cứ nói thật lòng đi để bác còn vun quén cho hai đứa. Mẹ nhìn cái Như nhà bác thì mày có không? Bác ạ, trước đây con cũng có quen một hai người á, nhưng mà cũng không có kết quả gì. Nên là con nhiều khi con nghĩ hoàn cảnh con gia đình con như vậy á, giờ gặp con cũng có chút cảm tình nhưng mà cũng... thôi con không phải mặc cảm hoàn cảnh nhà bác cũng không hơn cả hoàn cảnh nhà cháu đâu. Nếu mà có tình cảm với nhau, có thiện cảm với nhau thì cứ tiến được tới đi, có vấn đề gì bác thì dư cả chân cả tay không lo gì cả. Thế bác bảo thế cứ thế rồi mà lấy còn không phải gì cả. Ý như nào thì cứ miễn là có lòng thương là được. Mà bác thấy hai đứa cũng xứng đôi. Mới lại cái gia cảnh này mình cũng gần tương tự như nhau rồi thôi. Thì bác thấy chúng mày quấn quýt với nhau bác cũng thấy vui. Bác cũng muốn vun vén cho. Cho được bác đồng ý như thế thì con vui lắm. Cũng chắc cũng phải có phước mới được như vậy á. Thì thôi từ giờ con khoảng tới lui đây giúp đỡ bác mẹ. Bác cũng rất mong là như thế. Đến hai đứa gần được với nhau là bác mừng. Thôi mẹ với anh ngồi chơi nhé, em con đi treo ngô. Lại lảng đấy. Con đi treo ngô. Thế thôi để con đi phụ em. Ừ thế cho cháu vào cho phụ ổn cả cho em ấy. Mày có thích ăn Hồng không? Chứ bình thường là cột xong.
em định làm chuồng gà ở bên kia nhỉ? Mình làm xa xa nhà nó tốt. Dạ. Bởi vì tại mẹ em hái 30 mấy cái làm sao? Mình chả biết con nhân như thế nào, con đứa con gái, tại thấy hai đứa nó quấn quýt nhau, chứ mừng. Mình biết nên duyên nên nợ không? Nếu mà hai đứa chỗ nó mà nên duyên thì mình ông mạnh chắc phải chia tay thôi, chứ ai lại để bố mẹ con với con này. Mình cười lắm. Sự với ông xem làm bạn bè làm xóm với nhau tốt là được, đằng nào cũng về một nhà rồi thầy lấy nhau kỳ lắm, biết ông đồng ý không, cũng là gặp riêng nói chuyện. Treo như thế nó đẹp, treo như thế nhìn nó đẹp hơn. Con ơi, hôm nào mình gom được tiền mình mua một ít gà vịt chăn cho nó khỏi, cho nhà nó vui. Anh em hà với bố thôi. Chúng đi đi lung tung, công an đã bắt anh rồi. Bi. Đập này nó nhắn nó cứng nhiều nhỉ? Nhắn nó cứng. Đi lại nó sướng. Răng dây nó xẻo dọc cái này nó xây chứ. Vâng. Nó chắc cái nhỉ. Thằng Vinh chắc chắn đi cho tôi nhá. Làm cái đỡ tuột. Một cái nữa đó.
Ông Mạnh ơi. Ui. Ông cũng chết gắt cho tôi tí nhá. Ừ. Các bạn gắt nhá. Đừng xúc ra đấy nữa. Xúc vào xe thôi. Hết vào đây. Xúc cái chỗ này để mình lấy chỗ này. Để mình làm cái hố mình trộn rơm nhỉ. Này, đất này mới đẹp này. Vâng. Đất này mới là đất dẻo này. Để hết đất màu lên. Đẩy cho anh cái gì đâu khó. Đẩy đất đổ ra có vậy. Đổ vào đi không? Sắp đầy chưa? Sắp đầy. Đủ không? Đấy nói gì? Từ 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 đẩy nữa nha. Nói gì? Tôi chắc làm này mình tính khoảng tầm 1-2 tạ xi nhỉ ông nhỉ? Ờ. Xe cát là đủ nhỉ? Xe cát hơn tí. Thôi anh lấy ra mình đầm xuống cho chắc à? Ừ. Đầm xuống chứ. Ăn đi nha, ăn đi nhanh lớn nha, thương lợn nha, ăn đi nha, ngoan ăn đi, ăn no đi nha, ít ít ít. Còn hôm á, có con vịt mà ăn chăm hộ, em nuôi hộ em á, em vía nhà ăn luôn á, sao vía ăn với bác? Thôi hôm nào anh mang xuống, anh mang thêm cho mấy con nữa mà. Thật ạ? À? Thôi, nhà thì để trên đấy cứ để đấy. Hôm nào mẹ những khác nuôi ngọ mẹ nuôi thì mua ở đấy mấy đàn mà. Dạ. Để trên đấy nuôi thì thôi biếu bác với biếu ông thì mẹ nhặt. Để con để mang mang xuống mà đỡ phải mua đẹp quá. Thôi còn cái gà đấy thì về cái bổ với bố là thôi bác để đấy. Cứ để đấy chăn nuôi lúc nào thịt thì hai nhà ăn chứ làm gì phải ấy, còn đây bác còn tiền bác mua sau. Tao lo có trứng thì cho em nhá. Thôi anh qua chơi thế thôi, mê phụ em rồi. Và bây giờ anh tranh thủ anh đi làm việc của anh lấy ít rơm về để làm cho nó thịt em ạ. Anh ạ. Vâng. Thế thôi con chào bác nhé. Thôi giờ bác cháu về nhá. Vâng. Cảm ơn con nhé. Vâng. Kẹo nặng. Anh ơi, bố của anh. Nhá. Ờ, cảm ơn nhá. Vào đây chơi gặp như quên hết thì sẽ đón nhé. Quên cả đầu. Anh ơi nón. Anh cảm ơn nhá. Dạ. Gặp như anh cứ lướng cuống quên hết cả đầu. Thế. Con đi đây ạ. Ừ. Anh ơi, khi nào mà trộn đất thì...
ra. Ông làm ông chỉnh thẳng vào cho tôi đi nhá. Nó thẳng vào cái chỗ mực ấy. Nó đinh vào cho tôi nhá. Ông xuống lấy đinh không? Con mua được nhiều cái rơm không? Con mua mấy bó sẽ phải đi mấy chuyến nữa. Thế để bố đi bố vác rồi cho nó đỡ. Thì ông đi hộ cho tôi tuần vào trong. Ông hộ con nha. Được bố con. Hai bố con đi. Con ngắm bắp vào. Nhiều không? Hai bố con à, còn một bó nữa. Nhưng mà thôi để con đi vác nốt cho. Xuống gặp bác Tam hay gì chứ còn chưa con thấy ai tìm con đâu. Thì tao thấy nó nhấp nhó đấy, tao mất tao là giờ lèm nhèm chả biết có phải nó hay không, mà tao muốn xuống thăm bãi thì lâu lắm chả xuống. Chắc bác Tam lấp nó á. Ôi ông với cháu nói vậy thì ông với cháu đi chơi, tôi dẫn bò đi xuống dưới kia. Ông làm vậy mà tôi chẳng biết gì nhỉ? Bỏ bốn chân rồi tôi gặp kém chi nhớ nhỉ? Nãy xuống nhà em như con thấy bố nói chuyện với bác Tam chuyện gì mà vui thế? Bố nói chuyện là làm ăn với công việc, có hỏi thăm nhà mình làm xong chưa, đến đâu rồi. Bố nói chuyện làm ăn thôi hả bố? Ừ, nói chuyện làm ăn. Thế mà vui thế hả bố? Bố xuống bố thấy con như nó mau mắt thấy hoạt bát ấy, con tính thế nào con nhỉ? Vâng. À, và giờ con vẫn đang lo cho nhà mình phát triển đó bố ạ. Vâng. Thế được. Còn làm việc đấy thì con cũng chưa, nhưng mà hôm nào con cũng rủ em đi thu hoạch cùng cho vui. Thế cũng được, cho nó quen dần con.
Thế từ nãy giờ ông Duẩn chưa vào ngủ à? Ừ, Duẩn ơi! Ơi, tôi đây! Ơi, sao ngủ muộn thế? Tôi hút yếu không nào, uống kia nước, tôi vào ngủ không ạ? Vào ngủ đi nhá! Đi không? Đâu, Duẩn không? Hai ba! Đúng nha! Ôi, chè ngon thế, nóng ngon. Tôi uống nước chè mất ngủ không ạ? Ừ. Thôi bây giờ ông vào ngủ đây. Ui, đóng cửa đi ngủ rồi. Hút nước không hảo, uống trên cái nước chè nó ngon thế. Sướng đập đây. Mai được sớm. Ui. Ôi, ông dẫn anh Bo đi chơi ở nhà hàng xóm có vui không? Vui vui con ạ. Thế à? Vui vui ông nhà xóm ông pha ông trẻ uống sướng lắm con ạ. Thế à? Ông ấy sảng khoái. À, ông con ạ. Dạ. Xuống ông kể cho ông nghe về chuyện làm nhà, mai ông mách cho ông mấy mẹo để mai mách cho con biết nhá. Vâng vâng. Với ông pha chè, chè ngon quá. Vâng. Ông bảo chè Thái Nguyên. Thế mai ông thử tôi sang đấy với nhá. Vâng, mai ông đi thì ông đi nhá. Mai tôi đi sang với ông. Con, dạ. Thôi chúc con ngủ ngon nhá. Vâng, ông ngủ ngon nhá. Vâng. Mai dậy tính tiếp. Dạ, con ngủ đi, mai ngủ sớm.